Rồi, như vậy cùng bàn tay là xong rồi.
sao? Có những trường hợp khi bạn không tu là mình sẽ hiểu là mình phải làm cái gì để nó để có chút mình làm phải làm cái gì chứ lòng. Nhưng sẽ có trường hợp là lòng chút khí, mình đem nó lòng chút khí mọi người chưa, lòng không khí nghe chưa? Rồi, tỷ lệ bệnh nha, những trường hợp này làm cản trở
lông. Thiệt chứ bộ, màng lọc nuôi lông mà lọc cellulose. Cellulose start rồi. Cellulose start rồi. Lô acetat. Cái màng cellulose này á, sụn kia nè. Bông. Bông có cũng sẽ nằm trong cái màng cellulose á. Bông sẽ là bông màng cellulose. Nha. Một cái mà mình nhìn thấy biết là cái màng này. Đây là màng này. Cái gì biết không? Phải lòng nè. Nha. Rồi. Thì cái màng cellulose dịch lọc, chỉ cần lấy dịch lọc. Khi cần lấy cắn, khi cần lấy dung dịch trong, thì dùng dịch lọc. Tự nhiên.
trơ về mặt hóa học. Điển tình là tính chất trơ về mặt hóa học, không bị oxy hóa, không bị ngang mồ. Như vậy chung lại nó sẽ áp dụng cái lòng gì? Lòng điển cất mà có tính chất oxy hóa mạnh, ngang mồ. Được chưa? Điển cất có tính chất oxy hóa mạnh, ngang mồ. Đây là bàn điển tinh số của anh chị. Bàn điển tinh số rất là sao? Từ lấy điển tinh đó, nó nấu chảy ra, rồi nó nếm vô cái phễu luôn. Nếm cái phễu luôn. Cái phễu mà điển đang lọc cái phễu đó. Là tinh số tất cả cũng không được thông còn hay là làm cái tinh số ấy cũng được thông nhiều hơn nữa, có thể là khi các viên nó nhiều là xứ số có nghĩa là tinh số ha. Là như vậy thì như vậy thì cái khẽ nó có màng lọc sẵn trong đầu, những trường hợp mấy cái này thì nó cần phải dùng theo cái khẽ đúng không, nhưng mà cái màng tinh số này là có màng sẵn rồi ha, tinh số nó luôn và thường cái lỗ cũng có nhỏ ha, lỗ cũng có nhỏ chủ yếu là coi nhiệt độ tăng.
cái miệng hả? cái mỏ của nó đó. À, cái chỗ này chưa có nói nè. Ba trường hợp này khi dùng giấy lòng, nó chỉ bị gấp giấy lòng. À, đúng không? Xếp nếp hoặc đúng là... Đúng rồi, thì trường hợp này là lòng của con thì là xếp nếp nè. Xếp nếp nè. Rẽ quạt. Rẽ quạt. Tăng độ tan gì vậy?